Thật nhiều quá đi. Chị mày không chị không có xe đạp điện, xem mà xe đạp không á, xe đạp ở tập thể dục không có xe đạp điện. Tập lễ được, mình sụp kính những nhiều quá đây. Rồi đó, kính nè. Chó thiệt á. Nhiều chị lại đi hơn tập. Đâu có được tí sợ. Ơ chị hai phải đến lên đây này thì thôi. Mô cũng như thế, lát tí kết cái. Nè. Đứng bên chỗ cái cây cột đó nha, dựa vô cái cột nó xóa như kẻ hắn xóa thì xóa lái lên cây cột luôn xa ra nghiêng qua một góc á. Ơ ý là em lấy cái cào mà lấy cái cào nhưng mà nè nghiêng mà anh đó rồi. Rồi, tự kiểm soát đi. Nhìn con kia. Đó. Rồi, được rồi đó. Go. Đi đi. Đi qua sơ sơ thôi. Không qua nhiều. Hết, hết pin nhé. Đúng rồi, cắt đi. Qua chân nhó xí chưa. Nhó xí là mình đã tới Hội An rồi. Còn câu giờ tỷ hậu ăn đi vô đây xíu nó. Ở đó, ở đó. Để thử cấp rồi. Xe. Không được. Ừ. Ừ.